Rớt nước mắt khi bà lão tóc bạc trắng nói, bà lão có hai đứa con, nhưng bà lão sanh ra hai đứa con để mong cho con mình lớn để sau này nó lo cho mình. Nhưng mà hai đứa con của bà lão này thì hiện tại không có lo cho bà, và nhiều lần và chửi và nói bà những cái câu nặng nữa. Đây là bà lão mỗi lần di chuyển là phải đều đi bò và lết hết trơn. Thì sự việc hai cậu con trai và coi mẹ mình không ra thứ gì, thì Thanh Trúc mời cô chú anh chị để theo dõi gõ video sẽ tìm hiểu rõ hơn ạ. Buồn lắm chú ơi. Sao buồn ngoại? Nó chửi mắng hoài, chửi ở được ở, chửi hoài vậy đó. Ở lâu chửi vậy đó. Nó còn ác lắm. Trời ơi. Nó kêu nuôi đâu, nó chửi mắng. Là ngoại là mình đi là mình di chuyển là lết gì đó hả ngoại? Dạ. Yeah. Rồi hai đứa con của ngoại là con gái hay con trai ngoại? Con trai không à. Có nuôi ngoại không? Không. Con nghe nói là chữ ngoại nhiều lắm hả? Dạ. Yeah. Nhiều khi ngoại nằm ngoại có tuổi thân ngoại khóc không ngoại? Có khóc hoài gì. Ngoại khóc gì? Gần tôi chết liền nằm biết. Rồi con nghe nói mấy ảnh chữ ngoại dữ lắm ha. Dạ. Yeah. Con lớn chữ. Trời. Nhỏ ngay ngay nhỏ lâu lâu chỉnh chữ có. Chữ. Để mấy thằng này uống cơm cũng nuôi quá à. Đến giờ dịch đục ăn ngon hơn nữa. Trời là vậy luôn. Tôi giờ tôi chết liền, tôi đưa trời vậy nè. Thì tịnh chú. Ngoài là ngoài nó đẻ trứng gà trứng vịt còn bán có tiền hơn hả? Dạ. Bước là tôi chết liền. Nó chữ ngoài sao? Ngoài già cởi là cho mấy anh em con. Nhậu chảnh đi chữ này chú ơi. Trời ơi cái này. Có người mẹ bà lớn tuổi gì nè, người ta phải quý chứ. Nhưng mà chữ mẹ mình buồn lắm chú ơi. Con chết thì chết, con người nó chết. Không sống nhầm gì đây. Vậy chờ bận không về chơi nhập nhà cho chết hết đi, tụi cũng nói chịu nữa. Khổ lắm chú ơi, chưa biết đâu. Hai đứa con trời đánh, nó quá thương. Dạ. Nó chữ. Chữ ngoài nó gì? Nó có nuôi. Nó chữ ngoài hả? Ừ, có nuôi. Ngoài có nói thiệt không? Thiệt. Nó dân cá liền nằm tiếc kìa đưa trời nè. Con ở đây con quay là con ngoài sẽ xem được đó nghe. Tôi dân cá liền á, tôi nói. Trời ơi. Con hai đứa con nghe chữ có chữ. Chữ mà nó chữ mà nó ơi, nó có nuôi. Khóc luôn gì quý vị. Nhiều khi ngoài muốn khóc không? Có hả chứ? Ngoài ơi, khóc sao ngoại? Buồn lắm chú ơi. Sao buồn ngoại? Nó chửi mắng hoài, chửi ở được ở, chửi hoài vậy đó. Ở lâu chửi vậy đó. Con hỏi thiệt nha, hồi đó đó ngoài đẻ hai đứa con gì nè, rồi theo mà hai đứa con á, ngoài đẻ ngoài muốn gì, rồi sử dụng ngoài có khi nào ngoài nó đẻ mấy thằng này uống cơm cũng nuôi quá à, đến giờ dịch đục ăn ngon hơn nữa. Trời. Là vậy luôn. Tôi giờ tôi chết liền, tôi đưa trời vậy nè, thì tịnh chú. Ngoài là ngoài nó đẻ trứng gà trứng vịt còn bán có tiền hơn hả? Dạ. Bước là tôi chết liền thảm thiết, tôi đi đưa trời này. Ơi. Tôi buồn lắm, tôi muốn khóc hoài, tôi hoài gì đâu đâu khóc lần vậy đó. Ừ. Nhớ cảnh khóc hoài vậy. Nhớ cảnh chữ ngoài hả? Ừ. Sao mà ngoài nói là đẻ trứng gà trứng vịt ăn còn ngon hơn, để đẻ mấy này ra nó chữ ngoài là bộ mấy anh nó chữ ngoài dữ lắm hả? Lâu chữ gì đó. Mà có lui cho nội đó. Có lo cho ngoài đầy đủ không? No đâu no. Nó nạt nội có chứ không lo. Con quay clip này lên con ngoài sẽ xem được đó. Nó thiệt nha. Thiệt. Trời ơi. Cái thằng lớn á, thằng nhỏ thì ít nó chữ chứ lâu lâu chữ lần nó ngay á ngang. Còn trời mà cầm trứng. Thằng lớn. Nó xỉn thì nó chữ chứ thằng nhỏ thì lâu lâu nó không có chữ. Lớn bộ chỉnh nó chữ. Lớn thì chữ hoài luôn hả? Dạ. Trời ơi, hồi đó ngoại có thương mấy ảnh điều không? Con không thương thì đang ai giờ. Sao mấy ảnh là chữ ngoại? Chứ bỏ con sao được. Chỉ chú đi, rồi cha mẹ chú rồi giờ chữ gì cho con chú bỏ được rồi, cha mẹ được không? Không. Mà con mà vậy mà chú gì mà cha mẹ bỏ được không? Con thấy bà bò ra không nè, bộ bà bệnh bà đi không nổi hả? Dạ. Tôi không có gian đâu. Hai thằng con ngoại thấy như sao? Mà thấy hàng con có xứng đáng không? Quá trời rồi. Sao? Nó là quỷ rồi, chú ơi. Quỷ hả? Trời ơi, chữ ngoài dữ lắm.
thằng nhớ nghe chữ nghe chứ còn. Dạ, Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thanh Trúc bữa nay đi trên cái đoạn đường làm từ thiện thì có một bà lão này gần 80 tuổi thì tóc cũng bạc trắng cả nhà. Nhưng bà lão này có hai người con. Nhưng mà bà lão này nó không có ai nuôi bà chứ, bà sống một mình ở dưới sông này. Có nhiều lần mấy người con và chữ bà và có đọc tay đọc chân với bà. Thì hiện tại bà lão đây đi cũng không được nha cả nhà. Thì sự việc như thế nào? Thanh Trúc mời cô chú nè, theo Thanh Trúc. Nhà này. Ngoại ơi. Nhà ngoại đây đúng không? Ngoại ngoại, con mấy anh em con đi trên đường nè, để thấy nghe nói hoàn cảnh ngoại cũng khó khăn đó. Ngoại ngoại ra đây cho con hỏi thăm tí không ngoại? Trời ơi. Rồi. Ngoại ngoại mà đi không được hả ngoại? Dạ. Ơi. Trời ơi, rồi là ngoại ở đây mình vậy đó hả? Dạ, mình ăn. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 83 rồi. 80 hả? Rồi con nghe nói là cho con kẹp này coi. Con nghe nói là ngoại là có hai người con. Nhưng hai người con đó không có nuôi ngoại. Và nhiều lần chữ ngoài nữa có không? Trời ơi. Rồi hồi đó đó ngoại, có khi nào ngoại suy nghĩ là hồi đó mình cực khổ mình nuôi con dầm mưa dãi nắng, rồi xong rồi bây giờ nó trả hiếu cho mình là bằng cái sự là sự cái là bằng sự là nói chung là bỏ mẹ mình vậy đó ngoại. Trời ơi. Ngoại ơi, rồi nhiều khi á, con ngoại gì nè, nó không lo ngoại á, mà nó chửi ngoại nữa. Mà ngoại buồn không? Khóc chứ không buồn. Khóc luôn hả ngoại? Bữa đó nó chửi ngoại sao? Mà già kể là cho mấy anh em con. Nó nhậu chảnh nó chửi nó vậy chú ơi. Trời ơi cái này. Có người mẹ ba lớn tuổi gì nè, người ta phải quý chứ. Nhưng mà chữ mẹ mình buồn lắm chú ơi. Con chết thì chết, con người nó chết. Không sống nhầm gì đi. Với trời bận gần về chơi nhập nhà vẫn chết hết đi, tụi cũng nói chịu nữa. Khổ lắm chú ơi, chưa biết đâu. Ngoại, rồi mỗi lần mà nhắc tới ở ngoài, ở ngoài không có cầm được nước mắt hả ngoài? Buồn hoài à, nó lâu khóc hoài vậy chú ơi. Rồi ở đây á, rồi con cái nó không lo cho ngoại, rồi ngoại ăn uống thì sao? Mình ai lo chứ không ai lo chứ. Tự nhiên mình nấu cơm ăn chứ không ai lo chứ. Ngoại thì ngoại còn hồi đó đó ngoại, ngoại còn sức khỏe nè, ngoại lo cho con đầy đủ. Có ngoại có hồi đó ngoại có lo cho con đầy đủ không? Con có. Đẻ mà không nào đâu vô được nuôi. Nó lớn giờ bây giờ nó vợ bự lớn rồi, nó có vợ chồng ấy. Mà nay sống. Rồi thường ở ngoại rồi chừng nữa đó. Rồi ví dụ mà con của ngoại nè, mấy người kia đó. Rồi hiện tại bây giờ là không lo cho ngoại và chữ ngoại. Tôi con hỏi ngoại, rồi mấy anh đó chữ ngoại dữ lắm không? Có khi mà ổng nóng vô đó. Rồi chữ ngoại, rồi ngoại dắt nó ngoại làm sao? Ngoại buồn hay gì? Buồn khóc làm sao? Ngoại buồn. Ngoại có suy nghĩ là tại sao mà con mà nó đối xử với mình vậy không? Ác luôn lắm. Sao ác rồi? Nói tôi gì đó. Nói sao ngoại coi. Nói sao mà ổng mấy anh đó thường thường nó là chữ ngoại sao, ngoại kể cho con nghe coi. Nhậu xỉn nó chữ. Khi gần khi nó chữ nó ăn mà uống mà. Ăn uống sao ngoại? Ăn uống hoài hay gì? Nó nói ngoại có khi nào nói ngoại báo không? Không. Có nói ngoại sao mà xin tiền, ngoại xin tiền mấy ổng có chữ ngoại không? Có.
sao ngoài? Xin ông chữ sao ngoài? Nó xin, nó cho thì xin cho thì lấy. Nói tiền ấy cho là ta lấy, không biết gì hết. Không biết hả? Là mấy ảnh kêu ngoại là cho tiền ngoại lâu lâu cho mà, nhưng mà ngoại phải nói làm sao đó phải không, chứ không phải cho thò tay lấy hả ngoại? Ông cho lấy chứ không trình. Nhưng mà mấy ổng nói gì ngoại hả? Dạ ngoại có thấy là ngoại sanh con ra, ngoại có suy nghĩ là mình sinh con lớn lên nè để sao á con nó lo lại cho mình, ngoại có suy nghĩ điều đó không? Lo gì đâu lo. Ý con hỏi hồi đó ngoại sanh con á, ngoại có nhớ là có mong là con mình á là nó sau này nó lo lại ngược lại mình không? Không. Không, sao kỳ rồi, bây giờ là ngoại có hai cậu con trai. Nó có vợ chồng của lo rồi nữa. Nhưng mà bỏ ngoại ở đây vậy đó. À. Trời ơi, con trai ngoại khóc cái gì. Thấy khổ lắm, ngày nào ba ông bà hai cũng nhớ cái cảnh cái buồn khóc. Nhớ cảnh gì ngoài? Nhớ cảnh mấy ổng chửi ngoài hả? Nhớ buồn nó này nãy kia. Nói ngoài hả? Con trai mấy người nó dằn nhặt ngoài hả? Dạ. Có không nghe? Có ha? Có, thành thiệt nói thiệt chứ mấy. Có hả? Rồi mấy ổng có hăm he gì ngoài không? Không. Nó chửi mắng thôi chứ mấy chữ... mẹ chứ. Tại sao mẹ mà chửi con mà chửi mẹ? Chồng xỉn rượu mà. Chứt đâu mà nói. Trời xỉn gì nó chửi, còn nó không rượu nó không có chửi. Nghe gì đi. Trời ơi, đâu phải ngoại là một cái người là để chút mỗi cơn giận mà mấy ảnh về gặp ngoại mà chữ. Rồi ngoại ngoại bệnh gì nè, rồi ai cho tiền, ai chở ngoại đi? Sớm miệng cho, cháu cho, cháu cho. Cháu cho chứ. Cháu cho hả? Dạ. Trời ơi, trời. Là thường đó là rồi sao con ruột ngoại đâu, bỏ ngoại hết hay sao? Cháu thì nhóc hết trơn á, cho cũng nhầm. Cháu gì, cháu ruột hay gì? Cháu ruột. Cháu ruột ở sớm nữa hả? Dạ. Cháu ngoại hay gì, cháu nội? À, mà chị thứ ba, chị hai. À, cháu bà con đâu phải cháu ruột dạ. Nội đâu, ngoại đâu. Thứ tư. Ngoại, cho con hỏi nè, nhiều khi á, trời mưa xuống á, rồi thấy cái cảnh mà ngoại sống của mình nè, con cái thì nó bỏ mình. Rồi ngoại có buồn không? Buồn. Sao ngoại buồn sao? Giờ dòng gió thấy vậy thì dòng gió thấy gì mà buồn đi. Nhà cửa vậy. Rồi có nhớ con không? Không. Ừ. Nó bỏ ngoại luôn hả? Bỏ luôn. Không nhớ hả? Không. Nhớ là lại là gặp ngoại là chữ ha. Ừ. Có cái chặng nào mà hai người con với ngoại á, có khi nào hai người gây gỗ đó, cái ngoại vô ngoại binh, rồi cái mấy người con của ngoại là quen ăn chữ ngoại. Và đòi muốn quánh ngoài luôn, có không? À, quánh không có, chơi chữ thì có. Chữ sao đâu ngoài? Ngoài kể lại cho con nghe coi. Nó chữ là nấy bà bên thằng này bên kia. Ừ. Bỏ này bên kia. Thằng A, thằng lớn thì nó quánh thằng nhỏ. Ừ. Bên. Quánh tới chết sao? Ừ. Vậy nó bà bên thằng nhỏ. Rồi bây giờ cho nên là nó chữ ngoài dữ lắm hả? Dạ. Bây giờ bỏ ngoài không nuôi luôn. Không nuôi. Mấy người đó phải con ruột ngoài không? Con ruột. Trời ơi, hồi đó ngoại... Hai thằng để nhiều chắc chết quá. Ngoại, hồi đó ngoại làm á là ngoại... Ngoại làm á là... Ngoại lo mấy anh đó đó là ngoại lo dạ. Từ miếng ăn giấc ngủ luôn hả ngoại? Đúng vậy, đúng. Rồi mấy ảnh mà bệnh rồi ngoại lo dữ lắm hả ngoại? Bệnh lo chứ. Chữ gì đang lo chứ sao giờ? Ngoại lo làm sao? Đau ốm thì lo chứ sao? Chứ đẩy nó chết. Ừ. Nhưng mà con nghe được biết đó là hồi đó đó là cái chỗ ướt đó là con mà đái đó, chỗ ướt là ngoại phải nhường cái chỗ khô cho đúng. Con lại không ngoại? Ngoại kể cái đó cho con nghe coi. Đúng. Con gì nè, nằm ướt thì mẹ nằm khô chứ sao giờ? Trời ơi. Chứ bỏ ướt thì sẽ lạnh chịu nổi. Ngoại có suy nghĩ là ngoại vô phước không mà có hai người con mà nó trả hiếu cho ngoại xứng đáng không? À đúng. Rồi cho con hỏi nè, rồi mấy ông không nuôi ngoại luôn, rồi bệnh hoạn rồi có đếm xỉa không? Nó chở đi có. Chở đi chứ sức tiền nhà đi. Sức tiền của ai? Sức tiền nó cho tiền đi. Lâu lâu mới đi hay gì? Dạ. Nhưng mà thường đa số là chữ ngoại nhiều hay sao? Dạ.
Lo lo chữ, nó gù chỉnh nó chữ. Không lo ngoài ha. Không, không lo. Bà lão sống mình rồi cả nhà, gần 80 rồi. Bà lão này tóc bạc. Con thấy hồi nãy bà bò ra đó là bà đi không có nổi bệnh hay dạ, sao bà? Bệnh. Bà đang bệnh hay gì? Dạ. Tình mà ngoại, cái tình mà kêu bằng mà của mẹ dành cho con là như thế nào ngoại? Hồi đó đó, thương con đó. Khi con bệnh con hoạn là phải bằng mọi cách phải lo hả ngoại? Lo dạ. Trời ơi. Ta nghe người ta nói gì nè ngoại, công công cha như núi Thái Sơn gì đó, ngoại biết dạ, bài đó không? Biết. Ngoại ngoại đọc cái bài đó cho con nghe coi. Ông cha núi Thái Sơn, nghĩa mẹ trong nước trong buồn trở ra. À này mẹ mấy cha. Cha hiếu mình hiếu ai là chữ con. Dạ con. Hồi đó là ngoại có hiếu với cha mẹ mình không? Có. Có mà sao ngoại sanh hai người con ra mà trả hiếu cho ngoại kỳ vậy? Ai biết đâu. Trời ơi. Giờ là ăn cơm tự nấu. Dạ. Làm gì tự nấu hết. Dạ. Rồi ở căn nhà này quý vị, căn nhà mới xong vậy, rồi mấy người đó là nói chung là mấy người đó chữ ngoại dữ lắm không à? Có dùng tiếng nặng không à? Không. Chữ như thế nào ngoại? À. Chữ là nói bà. Có nói những câu bà chết tự chết cho rồi không? Đúng. Sao đâu, nói cho con nghe coi. Nói bà chết chứ chờ đi sống chi. Trời con mà nói vậy đó hả? À. Rồi giấc đó bà nghe cái lời đó rồi sao khóc. Bà khóc như sao giờ? Tuổi ha. Dạ. Nhiều khi con của mình nó trả hiếu cho mình đau lòng đúng không? Hồi đó mình lo cho nó đầy đủ, giờ mình chỉ già làm không được thôi mà nó quen nghe nó trả hiếu mình vậy. Con ngoại giàu không? Đứa nào cũng đỡ đỡ. Đỡ đỡ mà mẹ mình sống lo trời. Ai? Con ngoại á. Trời ơi, là ngày không kết, hả nó nhỏ nó cháu á, cho á. Cháu cho tiền á. Còn bữa con? Cho khi 100-200 xài. Nhưng mà khổ thì khổ thôi, mà tại sao mà mẹ mình mà lại chữ mẹ mình hoài. Con cái khủi không lo cả nhà. Nhắc tới con là bà ngoại khóc luôn. Hồi nãy con nhắc tới con rồi ngoại khóc là bộ chữ ngoại dữ lắm hả? Không ngoài. Buồn lắm. Buồn. Tuổi thân không ngoài? Tuổi chưa. Nhiều khi ngoài có suy nghĩ là mình muốn không muốn sống nữa. Dạ không sống thiệt. Sao ngoài kể cho con nghe coi. Giờ chết mẹ chưa rồi mẹ. Chứ ở chi cho mấy con cái nó hành mình hả? Dạ đúng vậy. Hành sao ngoài? Mấy ảnh chữ sao ngoài? Này bà chết phức chứ rồi đi sống chi. Trời ơi rồi. Con cái mà nói vậy đó đau lòng quá quý vị. Thấy một cái hoàn cảnh này rất là xót luôn cả nhà ơi. Bà ngoại 80 mấy tuổi mà 80 tuổi thôi mà còn phải tự kiếm sống và tự kiếm ăn cuộc sống rồi, rồi con quay cái clip này lên là con ngoại sẽ nghe được đó. Dạ. Còn ngoại, ngoại nói cho đúng nha. Dạ đúng. Thế thôi. Mũ con chối. Còn con ngoại mất công nói tội nghiệp là ổng là thường là nói chung là bệnh hoạn là có người nào nuôi không? Không, ngoại nuôi chứ. Tự ngoại sống hả? Ngoại sống ở các nhà ăn cơm đó thì nấu cơm ăn. Ngày mấy ông nạp thiện cho gạo có ăn. Vậy ha. Dạ. Lâu em giúp cho 1 chục ký, 5 ký. Nó ngày nhà không có thì nó hoàn ít tuần tư nó vàng. Ăn tương lâu lắm rồi. Ngoài ăn tương bao lâu? Ăn biết mấy năm nói. Hồi Bình tới giờ đó, Hòa Bình á. Ăn tương hồi Hòa Bình tới giờ ha. Dạ, trên nữa. Vậy mà con cái nó đối xử với ngoại vậy đó. Dạ. Hồi đó ngoại lo cho con cái ngoại đầy đủ không? Đầy đủ. Rồi đủ về rồi sao cái gì mà không lo ngoại, con không sao con nghe không kỳ bỏ ngoại ta. Ngoại ở đây ngoại có lời nào gửi đến con của ngoại không? Ngoại nói đi là mấy ổng sửa lại à. Sao?
Ngoài nói gửi lời muốn gửi cái gì đó ngoài cứ gửi. Trời ơi. Tắt đi. Chứ lâu còn lâu. Ít thì thằng xỉn thì nó lâu chữ một lần. Chữ dữ dằn không ai. Nó nạt cái nộ không à. Chú hỏi sớm này có biết liền à. Ai cũng biết luôn à. Rồi bằng đêm. Cơm là tự nấu. Dạ. Cơm nước cũng tự nấu hết. Dạ nấu hết. Rồi con nó bỏ gì nè. Rồi có khi nào buồn quá nằm mình khóc không? Đúng đúng đó. Khóc khóc rồi có tuổi thân không? Tuổi chưa. Rồi không có tiền rồi ở sớm cho rồi bữa nào bệnh rồi kêu ai mua thuốc uống. Ở sớm thì để cho thuốc uống. Nhờ người ta ha. Dạ. Trời ơi cái gì? Sẵn ở đây nè, có nhờ mấy anh em con nè, có ngoại có một cái điều ước nè, ngoại muốn ước điều gì không? Ước gì dạ? Ngoại muốn có mấy anh em con giúp gì không? Giúp. Ngoại nói trên mạng đi, ngoại muốn được cái gì? Là nói sao? Ngoại muốn được cái gì? Cho tôi mời được số tiền đó, sống qua ngày hay sao? Qua ngày. Trời ơi, chết. Rồi để mấy anh em con đưa cái clip này lên để coi con có đủ duyên thì mà cô chú anh chị người ta nhận ha. Dạ. Hoàn cảnh rất là xót luôn cả nhà. Kêu buồn khóc hoài chú ơi không có ngày nào. Khóc chuyện gì ngoại? Khóc buồn mà cha mẹ nói chữ gì. Ngoại ơi, dạ. anh Can nè. Bên kênh của Hoài miền Tây á. Dạ. Gửi cho ngoại là 500.000 để dành ngoại mua sữa uống nha. Dạ. Anh Can cảm ơn cậu Can với cậu mấy người búp. Dạ. Bên kênh Hoài miền Tây á. Được thì cũng mừng ơn mấy chú. Dạ, ngoại cố gắng sống là đừng cậy đi ngoại. Mấy ảnh nó không lo ngoại thôi, ngoại sống mình đi ha. Chứ ngoại buồn chi cho nó tuổi không ngoại, mệt. Cố gắng sống nha. Khổ lắm chú ơi. Khổ lắm hả ngoại? Con nó bỏ ngoài ha. Khi buồn buồn khóc hoài gì? Buồn chữ ngoài hả? Buồn với chữ khóc hoài vậy đó. Khi nấu cơm cứ muốn nằm mụn đó cũng khóc á. Bị con chữ nằm giọng cũng khóc á. Tôi ra tôi bước rồi tôi chết thì thảm thiết luôn thế này đâu ngoài được rồi tôi tương tôi gian đâu. Dạ thì Thanh Trúc cũng cảm ơn cô chú anh chị đang xem video và một lần nữa mấy anh em hẹn cô chú anh chị một video tiếp theo ạ.